Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ review một cái bánh gọi là bánh crepe trân châu đường đen. Rất là ngon luôn á cả nhà ơi. Đây một cái bánh này em mua ở trên website Wii á thì với giá là 25 đô. Đó. Bánh trân châu đường đen. Dẫn không mọi người? À. Trong một cái bánh dày thì nó có nhiều đầy miếng. Mình cắt ra sẵn cho mình. Đó, thì bây giờ mình lấy một miếng ra mình ăn nha. Mình cho mọi người coi cơm. Gọi là bánh phép, có nhiều lớp, ở trong nó có kem và có bô bà. Đây mọi người, thì bên trong á là nó có kem và nó có bô bà, mà cái bánh nó béo dã man luôn. Để mình đếm coi được bao nhiêu khúc nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 miếng. Đó, mà nó béo, cực kỳ béo luôn. Nó béo của vị kem á, bô bà nó bị bể, cũng muốn ăn bô bà đó. Chứ và nó có một cái bô bà bên trong nè đó, và nó có những cái lớp bánh. Bánh mềm mềm béo béo, thơm thơm mùi trà sữa, tuyệt vời luôn á cả nhà. Quay cho cả nhà xem. Ngon quá, mẹ trời ăn đi. Con muốn quay con. Cả ngon cả ngà. Ngon sao? Ngon lắm mặt phê sao? Bánh này béo cực kỳ luôn cả nhà ơi.